duyên tình thương mến thương, chào thị xã tương lai Diễn Châu anh hùng. Diễn Châu ơi trong tim mãi tự hào, mảnh đất tình người qua bao kiến trung, ngọt ngào lời ru yêu thương của mẹ, trẻ thơ vui mừng cắp sách tới trường. Ta xây tương lai xanh bước muôn phương, Diễn Châu quê mình từng ngày đổi mới, đẹp tựa bài ca như những mùa hoa. Diễn Châu xin chào vang mãi bản hùng ca. Chuẩn bị cho chương trình làm việc của vệ sang hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí đồng thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể từ xã tới xóm và ban chỉ đạo, ban tổ chức, hội đồng chấm thi chúng ta trở về vị trí của mình ở trên sân khấu để chuẩn bị bước vào chương trình làm việc. Và đề nghị tất cả các em đội viên, đội trống, đội cờ đứng vào vị trí. Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp cảnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, chung ngoài xa chen khúc quân hành ca, đường vinh quang xây xác quân thù thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu, vì nhân dân chiến đấu không ngừng, tiến mau ra xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Đội ca cùng nhau ta đi lên theo bước đoàn thanh niên, đi lên cố gắng xứng đáng trong ngoan Bác Hồ, lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim, không phải quyết xưng danh thiếu niên anh dũng nước nhà, tiên quyết tiên hương của kỳ thăm tươi, anh em ta yêu tổ quốc suốt đời, cùng yêu nhân dân yêu chuồng lao động, tăng gia thi đua học tập ngày một tiến xa, vì tổ quốc sau chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân cùng các em thiếu niên nhi đồng thân mến, thực hiện kế hoạch số 40 ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân xã Diễn Thành về việc tổ chức ngày hội thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024, thay mặt ban tổ chức ngày hội, tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các em thiếu niên nhi đồng và toàn thể bà con nhân dân về dự buổi lễ khai mạc hôm nay. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đảng bộ và nhân dân xã Trần Thành luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Tích cực ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng xã Trần Thành anh hùng và đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Về dự buổi khai mạc ngày hội thượng nghị hôm nay, tôi rất vui mừng và xin trân trọng giới thiệu về phía lãnh đạo xã nhà. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đắc Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Đồng chí Cao Đức Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trưởng ban tổ chức ngày hội thượng nghị năm 2024. Đồng chí Cao Đức Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Việt Nam, xã Trần Thành, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể từ xã tới xóm đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự buổi khai mạc hôm nay còn có toàn thể bà con nhân dân trong toàn xã và một lực lượng không thể thiếu, đó là trong buổi khai mạc hôm nay có hơn 2.500 em đội viên thiếu niên nhi đồng sẽ góp phần vào sự thành công của ngày hội thiếu nhi năm 2024. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tại hội trại này, chúng ta tổ chức các hoạt động nghi thức văn nghệ cắm trại đến từ các chi đội trên toàn xã. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Cao Đức Bông, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Thành, trưởng ban tổ chức hội trại lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, các anh chị đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng và toàn thể bà con nhân dân xã nhà. Hôm nay, trong những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử hào hùng của dân tộc, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 và các ngày lễ lớn của đất nước. Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, hôm nay Ủy ban nhân xã, Ban chấp hành đoàn xã Trần Thành tổ chức ngày hội thiếu nhi, hội trại hè năm 2024. Chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 và đón chào năm học mới 2024-2025. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe tới quý vị đại biểu, các anh chị đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng cùng toàn thể nhân dân đến dự và cổ vũ động viên cho ngày hội thiếu nhi, hội trại hè năm 2024. Ngày hội thiếu nhi và hội trại hè năm nay là sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ đoàn viên thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng và nhân dân về giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại cách mạng tháng 8, sự ra đời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc, đề cao tinh thần thời đại, đoàn kết dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là dịp duy trì và phát huy truyền thống các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao xã nhà, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong kỳ nghỉ hè, chuẩn bị hành trang và có nhiều niềm vui bước vào năm học mới đạt kết quả cao hơn, để tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các em và nhân dân. Tôi mong rằng các đồng chí trong ban tổ chức, hội đồng chấm thi, ban chấp hành đoàn thanh niên xã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, công tâm và vô tư, khách quan cùng với sự nỗ lực của các em thiếu niên nhi đồng để góp phần thành công tốt đẹp ngày hội thiếu nhi năm nay. Để phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao xã nhà ngày càng phát triển, với tinh thần đó, thay mặt ban tổ chức đã xin tuyên bố khai mạc ngày hội thiếu nhi, hội trại hè chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em tham gia ngày hội thiếu nhi, hội trại hè đạt kết quả tốt và có nhiều niềm vui.
chúc ngày hội thiếu nhi mùa trại hè năm 2024 thành công tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn. Theo chương trình, tôi xin mời chi đội trưởng của 10 chi đội lên trước hàng cờ, bước lên trước hàng cờ để nhận hoa và cờ. Và tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Đăng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đồng chí Cao Đức Bông, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức, đồng chí Cao Đức Giang, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trần Thành, xuống cáo hoa và cờ cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Tổ chức xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin được chúc mừng các đội. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo chương trình, tôi xin mời các em có hoàn cảnh khó khăn có tên sau lên trước hàng cờ để nhận quà của nhà tài trợ Lê Thanh Trác. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin mời đồng chí Trần Đăng Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đồng chí Cao Đức Bông, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức, đồng chí Cao Đức Giang, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trần Thành, đồng ông Lê Văn Cát, đại diện nhà sách. Đại diện nhà sách từ thiện đến trao quà cho các em, xin các bạn cùng mời. Đồng chí Phan Văn Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trần Thành lên thông qua lịch thi đấu. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Về chương trình lịch thi nghi thức của chúng ta thì đã gửi và các chi đoàn, các chi đội các em đã nắm được. Thì chiều hôm qua thì ta đã thi ở hai đội là chi đội 11 và chi đội 5. Sáng nay tiếp tục là chi đội 6, chi đội 1, chi đội 8. Và buổi chiều ngày nay là chi đội 7, chi đội 2. Và sáng ngày 11 là chi đội 3, chi đội 10 và chi đội 9. Bây giờ chương trình khai mạc của chúng ta đã kết thúc. Xin mời các em giản ra về hai phía để chi đội 6 chúng ta bước vào chương trình thi nghi thức của buổi sáng hôm nay. Mời chi đội 6. Chi đội 6 bắt đầu chương trình nghi thức của chúng ta của buổi sáng hôm nay. Chi đội 6 nổi đâu. Xin mời hội đồng chấm thi vào vị trí làm việc. Chi đội 6 làng Sơn Đình kính chào quý vị khán giả, chào quê hương Diễn Thành yêu mến thân thương, chào Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp với 79 mùa thu cách mạng, đẹp biết bao mùa thu yêu thương, mùa thu lịch sử, mùa thu khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
những đội viên xuất sắc của chi đội 6 làng Xuân Đình đang nhịp nhàng tiến bước vào lễ đài cùng những hồ trống âm vang trong sự chào đón hân hoan của tiếng vỗ tay rộn ràng từ quý ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, chúng ta hãy cùng hướng mắt về trung tâm lễ đài để cùng thưởng thức phần thi nghi thức đội của chi đội 6. Hòa chung vào không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước, toàn đảng, toàn dân ra sức phấn đấu lập thành tích chào mừng 79 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Chi đội 6 đang dần tiến về phía lễ đài. Dẫn đầu là đội cờ, đây là những gương mặt tiêu biểu, những tấm gương luôn sẵn sàng tiên phong trong các phong trào đội viên. Đi đầu là lá cờ Tổ quốc, đây là hình ảnh thiêng liêng của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Màu đỏ của nền cờ tượng trưng cho màu máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng, hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sao vàng năm cánh tượng trưng cho tình đoàn kết của các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng là thiên anh hùng ca bất diệt, nhìn cờ thấy Tổ quốc, nhìn cờ thấy nhân dân, dưới bóng cờ ta bước khắp nơi xa nơi gần. Tiếp theo là lá cờ đoàn, ở giữa có gắn huy hiệu đoàn tượng trưng cho sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1953, Bác Hồ đi chiến dịch Đông Khê, Bác ghé thăm đơn vị thanh niên xung phong và can dặn: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Tiếp đến là lá cờ đội, ở giữa có huy hiệu đội tượng trưng cho truyền thống cách mạng, truyền thống đội tượng trưng cho lòng yêu Tổ quốc, niềm vinh dự và tự hào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Suốt chặng đường dài, chi đội 6 luôn phấn đấu không ngừng nghỉ vì lý tưởng của đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, neo thôi gương các anh hùng cách mạng, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt lời hứa đội viên, gương mẫu và hoàn thành xuất sắc trong mọi nhiệm vụ được giao.